Vâng, shop Tuấn Lan lại gửi lời chào, lời chúc sức khỏe các bác anh em đam mê đi bẫy chim, bẫy cuốc, đa đa bìm bịp chuồn đèn. Thế hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho bác một cái dòng loa hàng E388, hàng nguyên bản mới nhất của năm 2022, hàng lại tiếp tục về để phục vụ anh em trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch bên em. Bên em cơ sở bán hàng online chuyên nghiệp, ship hàng 63 tỉnh thành trên toàn quốc anh em nhé. Nhận hàng các bác được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho nhân viên bưu điện. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết để các bác nào mới chơi có thể tham khảo kỹ dòng loa này. Dòng loa E388 nhá, phiên bản mới. Còn phiên bản cũ của nó là hộp màu đỏ thì bây giờ nó không ra nữa rồi. Bây giờ phiên bản mới kết nối qua Bluetooth qua điện thoại được luôn. Đấy, phiên bản mới anh em nhá. Bây giờ thì em sẽ mở hộp giới thiệu cho anh em kỹ để các bác mới chơi tham khảo. Đầu tiên là một cái điều khiển không thể thiếu anh em nhá. Bàn phím màu xanh. Đấy, điều khiển màu xanh này. À, phụ kiện của nó thì như thấy là nó sẽ có một cái sạc của loa, sạc của, cho loa này, một cái dây đeo này các nhá. Đấy, màu hộp thì nó sẽ khác so với phiên bản cũ các nhá. Đấy, đây là thân chính của loa này. À, có túi đeo loa màu dàn di luôn các nhá. Đấy, bật loa lên. Đấy, các bác thấy là cái mẫu loa này thì bây giờ là nó phiên bản kết nối Bluetooth các nhá. Đấy, nên là lúc nào ở chế độ nhấp nháy này. Đấy, trên đỉnh loa là một nút thôi. Đấy, loa là loa màu dàn di. Đấy, âm thanh rất là to và lớn. Đấy, mẫu này thì các bác sử dụng rồi đã biết rồi. Bây giờ thì em sẽ các bác muốn kết nối Bluetooth qua điện thoại em hướng dẫn luôn các nhá. Đấy, thì các bác ấn vào cái phần cài đặt này. Đấy, ấn vào phần cài đặt đúng không? Các bác coi như là các bác ấn vào cái chỗ Bluetooth này các nhá. Đấy, thì các bác bật Bluetooth lên. Đấy, thì nó sẽ chỗ chữ SZE388 các bác ấn vào các nhá. Đấy, ấn vào. Đấy là xong. Là đã kết nối rồi các nhá. Đấy, bây giờ thì em sẽ vào thử cho các bác xem. Vì ví dụ như đây, em vào đây luôn cho các bác xem nhá. Các bác thấy trên hình đây. Đấy, màu dàn di rất là phù hợp cho anh em đi bẫy chim với thuốc đa bìm bìm chuồn đen. Mẫu này thì gồm có này, tiếng chim trên mạng. Đấy, như các bác thấy là tiếng chim sẻ đây, hoặc là lấy tiếng cuốc đi, tiếng cuốc thì lấy tìm trên tiếng cuốc, các bác có thể lấy thêm tiếng cuốc hoặc là lấy tiếng lấy tiếng trên mạng được anh em nhé. Đấy, các bác có thể phiên bản mới là sẽ kết nối qua Bluetooth qua điện thoại. Đấy, nên các bác nào đang có nhu cầu, nói chung là cái này dùng được thẻ nhớ, dùng được USB, đấy, dùng kết nối qua Bluetooth qua điện thoại đều được. Đấy, các bác nào đang quan tâm cái dòng loa E388 phiên bản mới nhất của năm 2022 thì các bác liên hệ trực tiếp bên em để đặt hàng nhé. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi. Các bác xin chào, tạm biệt bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem một video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cùng biết nhé. Hàng mới về rất là nhiều để phục vụ anh em. Xin chào, tạm biệt bác.